Có phải bạn đang tìm nơi thiết kế logo nhận diện thương hiệu đẳng cấp thật sự? Bạn muốn thương hiệu của mình phải chuyên nghiệp, đẹp mắt, sang trọng và dành riêng cho bạn. Mebo có những thứ bạn cần và thứ mà đối thủ của bạn khao khát. Chúng tôi khác biệt. Với ekip sáng tạo phân tích kỹ lưỡng giá trị thương hiệu của bạn, Mebo tự tin bạn sẽ hài lòng. Gọi cho Mebo ngay 0909 242 986, tư vấn thương hiệu miễn phí. Đã kinh doanh là phải nhanh và chính xác. Hãng Panasonic sẽ chuyển sản xuất từ Thái Lan sang Việt Nam. Hãng Panasonic sẽ đóng cửa một nhà máy sản xuất thiết bị gia dụng bên ngoài thủ đô Bangkok, Thái Lan ngay từ mùa thu 2020 để hợp nhất sản xuất với một cơ sở lớn hơn ở Việt Nam, theo tờ Nikkei Asian Review đưa tin ngày 21 tháng 5 2020. Theo đó, Panasonic đang trong quá trình tái cơ cấu với mục tiêu cắt giảm chi phí khoảng 100 tỷ yên, tương đương 930 triệu đô la Mỹ vào năm tài chính. Kết thúc vào tháng 3 2022, họ cũng đang xem xét những thay đổi tiếp theo đối với việc sản xuất thiết bị của mình. Nhà máy tại Thái Lan sẽ ngừng sản xuất máy giặt vào tháng 9 2020, tủ lạnh vào tháng 10 2020 và đóng cửa hoàn toàn vào tháng 3 năm 2021. Đồng thời, một trung tâm nghiên cứu và phát triển lân cận cũng sẽ bị đóng cửa. Khoảng 800 nhân viên đang làm việc tại nhà máy ở thủ đô Bangkok sẽ được cho nghỉ việc. Tuy nhiên, Panasonic cam kết sẽ giúp đỡ họ tìm kiếm việc làm khác trong hệ thống. Với việc chuyển đến Việt Nam, Panasonic đang tìm cách giảm chi phí thông qua hợp nhất mua sắm các bộ phận. Nhà máy Panasonic Việt Nam hiện đặt tại Hà Nội là trung tâm sản xuất tủ lạnh và máy giặt lớn nhất Đông Nam Á và có công suất lớn. Nikkei Asian Review nhận định động thái này của Panasonic phản ánh một giai đoạn mới trong sản xuất của Đông Nam Á. Bắt đầu từ những năm 1970, các nhà sản xuất thiết bị điện tử Nhật Bản đã chuyển việc sản xuất trong nước sang Singapore và Malaysia khi đồng yên tăng nhanh làm tổn thương khả năng cạnh tranh về giá của Nhật Bản. Sau đó, sản xuất lại chuyển sang các nước khác như Thái Lan từ năm 1979 vì tiền lương của Singapore đã trở nên quá đắt đỏ. Bây giờ, các công ty lại đang tìm kiếm các địa điểm có tiền lương rẻ hơn. Mặt khác, họ cũng hy vọng sẽ đáp ứng nhu cầu tiềm năng lớn về tủ lạnh, máy giặt và lò vi sóng ở các quốc gia đông dân tại Đông Nam Á như Indonesia, Philippines và Việt Nam. Tổng sản lượng của Panasonic sẽ không giảm do sự thay đổi này. Panasonic đang sử dụng khoảng 8.000 lao động tại Việt Nam. Ngoài các thiết bị lớn, các đơn vị tại địa phương còn sản xuất các sản phẩm như TV, điện thoại không dây, thiết bị đầu cuối thanh toán thẻ và thiết bị công nghiệp. Gia Minh, theo Nikkei Asian Review. Người lao động, độc đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.